Wow. Chẳng chỉ được cái ăn không làm gì ra tiền nữa, nhà đông tảo. Nhưng mà cũng hợp lý đấy nhỉ, bố đâu không có nhà. Hay là ai ơi, đi bắt gà cho mẹ. Dữ vậy sao? Dữ vậy sao? Mẹ bắt con gà nào ạ? Bắt con này. Con đang bẩn hết rồi. Kéo kéo cho thằng sâu vào làm gì, sâu có bắt được đâu mà vào. Con sâu kìa. Con đây. Ôi giời, nó chạy ra ngoài con đây. Con mồ. Con này đây, ba anh em bắt đi. Bắt luôn, bắt đi sâu, bắt tay vồ đi sâu. Sâu vồ đi, sâu vồ con đen này này. Đây nhờ vào đi, thằng sâu vào đi. Thằng sâu chả chịu vào, chả chịu ngủ. Sâu đi ra bộ. Ai chả con này nó trốn trong này anh em ạ. Thôi bắt con trong góc cái gà, bắt nó ba con đen này, bắt con nào thì bắt. Chìa sâu, bên này sâu kìa, bắt con đen đen. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đây, sâu bắt gì? Con này. Đấy được. Rồi, ok rồi. Sâu ta bắt đây, sâu kìa. Sâu ta bắt anh em đây. Ê, anh thì con này còn này ạ. Wow, mấy cân? Cân. Nóng lắm, con này nóng lắm. Thì cũng tội cơ nhỉ, to quá thì cũng tội cơ. Thế con này to nhất à? To nhất. Ủa, to lắm bà ơi. To thế này. Thì con kia đi. Ừ, thì con nhỏ nhỏ này thôi. Đây, con đấy đi, đây, bắt đây. Bắt đi, bắt cũng tội cơ thì cũng tội cơ. Đấy, sao ăn bắt đi đấy, ôi tẻ. Ok. Thì con đấy đi. Bỏ được chưa, sao bỏ được chưa? Được. Con đấy được, bắt con đấy được, con đó. Nó bị gì á? Bê nó ra đây thí đi. Bê nó đây. Thôi sao ơi, được rồi, thôi ra đây thôi. Bắt cẩn thận, nó lại rơi tuột tay ăn nhẹ ôm rồi nha. Trời ơi. Chị vậy cắt tiêu em rồi nhá. Nhẹ em sợ cơ. Con thằng con gà to quá. Nhà đông mổ ấy. Hát cái chim này lột quá nè. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đấy, mấy cân rồi chị? Mấy cân? 4 cân này phải hết được 4, 3 cân. 2 cân rưỡi. À đấy thôi. Có cân không? Cân trong nhà cơ. Bây giờ đưa lên xem bao nhiêu cân ạ? À? Nhưng mà bố bây giờ 4 cân thì được 2 cân. Dạ. Sợ có ăn không? Không, đó. Sợ mà có ăn à? Ấy, tiết thì tiết nhiều chưa? Sao nhìn sợ không? Sợ. À các bạn ơi, cái chân của nó này các bạn. Cái chân nó rất là to luôn. Ngồi cậy cái chân này cũng rất là lâu. Trông chân của nó như cái chân cá sấu ấy. Trông như chân cá sấu nhỉ. Chân nó ngon nhất mà chân nhiều nó thịt lắm. Chân nó ngon nhất. Con thấy con gà không? Ừ. Thế mẹ. Ừ, mẹ nấu con ăn nha. Hello các bạn nha. Hôm nay nhà mình sẽ ăn con gà siêu to khổng lồ. Các bạn ơi, nhìn cái chân nó to không các bạn? Hello các bạn. Sẽ ăn gà hết luôn. Các bạn ơi, hôm nay anh An đã xe đạp đến đêm mới chưa về nên nhà mình ăn trước nha các bạn. Cái đùi này các bạn ơi, cái chân chứ. Cái chân mình quên. Cái chân này nó gà nó tảo nha mọi người, mà con gà nó tảo này chân nó to lắm mọi người ạ. To hơn chân gà đông tảo nha cả nhà ơi. Hôm nay nhà mình ăn gà đông tảo. Sâu ngon không? Đây. Còn đây là nước sốt mẹ mình làm nha, hầu ở trên tóc. Rồi ăn đi, mời cả nhà nha. Rồi con khui cho mẹ một lon bia nào. Dạ. Bố với Subel. Bố mặc áo vô. Lại vi phạm cộng đồng bây giờ. Không mở được thì để mẹ làm cho. Con mở được. Lấy cái thìa ấy, cậy vào đấy, nhét vào đấy cậy. Con không phải cố gắng quá. Được chưa? Rồi, rót từ từ không đâu ấy nhá. Con gái châm bia cho bố. Con biết mở mà. Rồi, rót bên cốc bên kia. Đấy. Cho
Trong lúc đợi bên này sủi xuống. Kìa. Ngon không con? Ngon không con trai? Ngon. Ngon lắm hả? Tuyệt vời không? Tuyệt. Ok. Hôm nay bạn An bạn đi đạp xe đạp, trời đã tối mà vẫn chưa trở về ăn cơm. Ham mê thật. Không biết là anh ăn đâu, sao con ăn đi. Wow. Nhìn ngon quá các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Jo. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà uống bia. Ngon. Mặt lạnh luôn ạ. Ô ăn đi con. Mời cả nhà ăn nha. Ăn gà. Hôm nay không có gì ăn được thịt gà. Buổi sáng mới mẹ con định là rủ nhau đi taxi đi siêu thị rồi đó. Tao không có gì ăn, tao định là đi rồi nhưng mà không. Trời nó mát thế nào nhỉ? Tao lấy kẹo gì? Lấy kẹo gì? Không, không. Cầm nguyên cái đấy ăn cho sướng các bạn ạ. Mình sẽ ăn cái đùi này. Các bạn ăn không về mà file down cái đùi này nhỉ? Để dành cho bạn ăn cái đùi vậy. Ừ, ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Cái đùi to thế. Ra là cái ngon. Cái phần này là... đây. Mẹ cho con một cái đùi chứ. Ừ. Cái đùi này vừa đẹp luôn. Wow. Ngon chưa? Cameraman ăn sau nhá. Cameraman ơi, bây giờ mình sẽ chấm này, chấm này. Chuẩn bị. Wow, các bạn nhìn nào. Trời ơi, nhìn này. Lần đầu tiên mình được ăn gà Đông Tảo các bạn. Ngon. Lần đầu tiên trong đời mình được ăn gà Đông Tảo đấy. Rất là ngon luôn. 36 tuổi rồi hôm nay mới ăn. 38 rồi. Ngon. Nhìn con gà. Chân to ơi là to mà bạn Beo còn gặm đấy. Bạn Beo gặm cái chân. Ôi sao nó không quần áo thế? Hả? Sâu. Nước sốt này. Nước Beo gặm cái chân gà. Ngon. Ngon đó. Cảm nhận như thế nào mẹ? Cảm nhận như thế nào? Rất là tuyệt vời các bạn. Ngon. Gà ngon. Cameraman hơi thèm rồi. Ăn rồi. Bây giờ mới về. Có thể làm sao con lấy cái đĩa mang cho ông bà một miếng đấy. Bạn An bây giờ mới về. Bạn An đi bây giờ mới về nhá các bạn. Đây là cái đĩa. Thật ra bạn An là cameraman mà hôm nay bạn An đi chơi nên là mình là cameraman. Wow, nhìn này, con gà này. Ông Tảo. Bà ông bà ăn cho miếng cho biết. Ngon không mẹ? Ngon. Nó không gì cầm đĩa về được. Rồi mình đi. Đây rồi, thôi miếng này. Để thịt, ăn thịt lạc lắm. Đấy, với con cầm một lon bia sang. Đấy cho ông luôn. Đấy cho ông lon bia, miếng thịt đấy là được. Nha. Và ông ơi, hôm nay nhà cháu thịt gà Đông Tảo. Nói đứa là ông biết là ông ăn thử xem có ngon không. Bảo thế nghe chưa? Chấm quay này, thỏ chấm quay đây này. Ăn được không? Không đĩa. Ăn được có giòn không hả mẹ? Ngon. Da nó giòn như chết. Hả? Mang cho ông. Đi nhanh về ăn, bà ăn đi. Bảo là nhà cháu thì có nghe Lông Tảo ăn ông ăn xem xong ngon lắm nhá. Bạn Beo mồm nhọn luôn. À mình sẽ ăn cái đuôi nhá các bạn. Quay con chấm này. Đấy. Nước chấm thần thánh ngon cực kỳ luôn. Đấy, em bạn đang nhung ăn cái đùi gà Đông Tảo các bạn. Ngon. Tuyệt vời này. Con gà ăn vừa không quá dai, không quá mềm. Tuyệt vời luôn đó. Mềm. Nói chung là để thêm 2-3 tháng nữa thì ngon. 2-3 tháng nữa thì Tết thì tuyệt vời luôn. Tết thì ngon. Các bạn ạ. Để dành 2 con Tết. Nó ăn lại ra luôn, ăn đi về rồi. Ngon. Ngon lắm luôn đấy. Bạn ba là đùi lạc, cá Đông Tảo này ngon lắm các bạn ạ. Nhìn là ba ông giờ ăn sẽ ngủ ơi. Không mà các bạn nhớ. Cái chân to. Chân to rồi. Ba ăn gà Đông Tảo. Nhìn chân. Nhìn chân quay mẹ kìa. Ăn ghét. Mình sẽ ăn thử cái chân này xem thế nào các bạn nhé. Khi mình làm, mình sắt chanh sắt muối rất kỹ rồi. Mấy cái da này cạy nó không căn gì các bạn ạ. Khó cậy lắm. Ngon.
Mày về muộn đấy. Thôi con trẻ gà ăn đấy, trẻ cái đuôi nó ăn đấy. Cho con trẻ cái đuôi nó ăn. À, các bạn ơi, bạn ăn này. Bạn ăn trẻ cái đuôi nhá. Bạn thể hiện cái đuôi. Cắt làm gì nhìn đây. Mẹ sẽ cho. Xé này ăn là mới phê đấy các bạn này. Wow. Ôi nước. Ui giời. Ui giời các bạn ơi. Đây gần cái này. Ăn to. Ôi các bạn ơi. Cái nước này em. Ngọt chấm nước sốt đi. Ngọt ngon rồi mình sẽ chấm cơm mình ăn các bạn. Các bạn ơi, các ngon. Bạn ngon, ăn chấm nước té thần thánh con ạ. Tuyệt vời luôn. Thần thánh á. Mời các bạn nhá. Cháu làm gì vậy cháu? Các bạn ơi, mình thấy là người của anh ăn to nên tôi gặp các bạn gần hết rồi. Bởi vì nó rất là ngon. Ngon quá các bạn ạ. Không biết ạ. Ngon không An? Ngon lắm. Con này nhà mình nuôi được 4 năm tháng rồi các bạn ạ. Ừ. Nếu mà nuôi thêm tầm 2-3 tháng nữa thì nó sẽ ngon hơn mà có thể để đến Tết thì ngon nữa các bạn. Còn 8 con. Nhỉ. Dạ thật. Chấm. Thì bé em giờ được ăn. Mình bài tuổi được ăn gà đông tảo. Đấy. Mình dám tuổi mới ăn được gà, mình dám tuổi mới ăn được gà. Anh con ăn cả cái rau xà lách cho ngon lắm. Ngồi cho mà ăn con. Ăn hết cái đùi rồi. Bởi vì nó ngon quá. Nó ngon quá. Giỏi quá. Nó ngon lắm. Rồi, cái đùi ngon chưa? Cái đùi mình chắc ăn hết rồi, ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Ăn một cái chân này no luôn các bạn ạ. Ngấy luôn rồi. Một cái chân này đã bằng một nửa của con gà muối. Ăn đến cho ngấy rồi các bạn ạ. Con gà này là giá trị nhất là đôi chân mà. Đôi chân của nó là giá trị nhất đấy. Gà tiện đôi vua. Đôi chân khủng bố chứ các bạn ơi. Quá khủng bố à. Bằng tay nhàn. Nuôi dần Tết là bằng tay nhàn. Các bạn ơi, trong vòng 30 phút thôi là còn mỗi cái nịt các bạn ạ. Đâu bạn ấy đang ăn cái đầu rồi các bạn. Đầu cổ cánh là có người ăn hết. Nhà 6 người mỗi người ăn một bộ phận là hết con gà thôi. Ngon không anh? Ngon. Tuyệt vời hả? Tuyệt vời luôn đó. Ngon lắm các bạn. Bỏ hay công. Mà sắp có ngày nơi kim. Có công chăn gà có ngày được ăn thịt gà. Cho em một miếng, cho em cái đấy đi. Cho em cái đấy em ăn. Cho em miếng thịt, bố ơi xé cho em miếng thịt đấy. Bố cho em miếng thịt đấy. Nhiều lắm. Nó đang cuối quấy mẹ đây này. 38 mùa xuân mới được ăn gà đông tảo các bạn. Nè. Dám đi. 38 mùa xuân hay được ăn gà đông tảo. Còn mình thì 6 tuổi đã được ăn gà đông tảo rồi. Gà đông tảo nhà nuôi mới 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 ngon đấy các bạn nhé. Nhà nuôi. Ăn còn thóc. Mẹ ăn là gà đông tảo. Gà ăn thóc. Tăng trọng không có mấy đâu. Không có đâu. Không có mà thế là nó ngon lắm rồi các bạn ạ. Ăn hết lứa này thì để chuẩn bị nuôi thêm một lứa nữa. Này mua 10 con thì chết một à? Chết được 10 con. Nuôi được nó giỏi không? Thí nghiệm mình nuôi đây thí nghiệm. Lần đầu nuôi luôn. Tình hình là cơm hôm nay không ai ăn này, các bạn này. Cơm còn nguyên cả nồi. Cơm còn nguyên nồi hơn gà. Tại vì gà ông Thảo quá ngon và quá nhiều. Sao ăn ăn một đùi và một chân à? Đúng rồi. Một chân một ít đây, một nửa chân đây. Còn đâu bố ăn hai nửa cái chân, mẹ ăn một nửa chân còn bố ăn một nửa. Bố ăn hai nửa chân. Ăn cả một bên của con gà đông tảo. Đông tảo, con ăn một đùi một cánh, thỏ hôm nay ăn lắm. Được. Ngọt lắm. Thỏ hôm nay ăn giỏi. Con sẽ ăn đá. Ăn đi con. Miếng da chấm ngon nhỉ. Wow. Miếng thịt bố nhai chấm cũng rất là ngon. Mời các bạn ăn miếng thịt cùng tớ. Anh ăn có miếng thịt chất nhờ. Mềm, con mềm mềm cái gan. Đòi cái gì mà chia tay kìa. Chấm nước thấm. Đòi gì mà mâm mâm. Thôi đây mẹ. Thôi nha các bạn ơi, mình bế thằng cu này đi vào nhà cho bố con ăn cho ngon. Tạm biệt các bạn nha.